Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming. Và Di Khải chúc anh em xem video này vui vẻ em ơi. Ở video này thì nói chung thì đang đi chơi lung tung lang tang thì Khải bắt gặp được anh MR nén cực. Hiện tại anh ta đang đứng tại Hố Thành. Thì nói chung thì Khải cũng có bị em và cũng có nói chuyện. Thì cho anh em cùng xem sơ qua nhà sắc đồ của MR nén cực nha. Rồi, anh này thì nói chung thì Khải thấy sắc đồ khá là đẹp, nên là muốn chia sẻ cho anh em biết là ở server này. Và anh này là con lông đao nha. MR nén cực hiện tại anh ta đã lên cấp được 107. Và hiện tại đang nằm ở top 10 con lông. Nằm ở top 10 con lông nha. Đó, đó trước mắt anh em thấy thì top 10 con lông. Nhìn vào biết con lông rồi. Chúng ta cùng xem nhẹ thử hạng bao nhiêu. Tại anh này là 107 hạng 34 server nha. Hạng 34 server. Và anh em cùng xem đồ thử nha. Hiện tại nhìn vào thì set đồ khá là chất lượng anh em ạ. Set đồ khá là chất lượng. Hiện tại đang sở hữu cho mình một set hiệp cốt. Đó, một set hiệp cốt. Và đây là có vẻ là set hiệp cốt đầu tiên server nha anh em. Set hiệp cốt cực phẩm. Đó, set hiệp cốt cực phẩm đầu tiên server. Đó, anh em xem ngọc bội này, đẹp chưa? Cực phẩm mắt hợp hoàn toàn anh em. Nên là đây một trong những set đồ rất là giá trị ở cụm server này. Mắt hợp sức mạnh 24. Và áo cũng cực phẩm luôn nha anh em. Đó, anh em thấy chưa? 50, 199. Và gia truyền cũng vậy, gia truyền cũng mắt hợp luôn. Nói chung set đồ này quá tuyệt vời anh em ơi. Nhìn sơ qua set hiệp cốt này thì chúng ta đã thấy cái độ đẹp trai của anh MR nén cực này như thế nào rồi. Trưởng lão băng A nha anh em. Quá đẹp, anh em cùng xem này. Trưởng lão băng A luôn. Đúng không? Coi Khải xem thì đúng trưởng lão băng A không? Đúng rồi anh em, trưởng lão băng A luôn nha. Đó, hiện tại hôm nay thì coi như là Khải soi đồ của trưởng lão băng A luôn. Và một set đồ thì quá tuyệt vời anh em. Anh em xem lại set cực phẩm này. 40 mắt đột nha. Áo cực phẩm này anh em. 50.99. Ngọc bòi cực phẩm này. Đó. Thấy đẹp chưa? Rồi. Set hiệp cốt mua nhiều thế. Đây, để anh ta chia sẻ thử set hiệp cốt anh mua bao nhiêu nha anh em. Rồi, chúng ta cùng xem qua cái nón. Cái nón này đang sở hữu cho mình một cái nón 25 phòng thủ và làm chậm 20. Cái nón này lúc đầu server thì Khải cũng thấy có người ra 40 kim. Nhưng mà 40 kim thì thấy nó hơi chát. Ở đầu server ra 40 kim với lại phòng thủ dòng 2 là được làm chậm 20. Thì anh này không biết mua bao nhiêu. Khải nghĩ chắc cũng trên dưới 20 kim. Đó, Khải nghĩ cái nón này nếu mà mua Khải nghĩ trên dưới 20 kim. Không biết thì anh này mua bao nhiêu. Nhưng mà lúc đầu ra là 40 kim đó nè. Rồi, bao tay, bao tay sinh lực cao làm 140. Bao tay khá đẹp cho con lông luôn. Nói chung con lông là ưu tiên sinh lực này mà. Sinh lực càng cao, quýnh càng chắc anh em. Rồi, tiếp đến nhẫn. Nhẫn này 19-30. Quá đẹp luôn. Mang xếp hiệu cốt thì có thể kích được dòng chóng bên dưới nha nè. Có thể kích được dòng chóng bên dưới nha nè. Đó, 19-30, sinh lực 1 lực. Sinh khí 3. Nhẫn này thì Khải có hỏi mua hôm qua hôm kia thì Khải mua 2 kim nhưng mà không bán. Bán cho ông này 3 kim. Nhân này bán cho ông này 3 kim. Đàn lưng. Lưng 20-20. Hiện tại đang có cho mình 50 chón. 50 chón và 60 chậm. 50 chón và 60 chậm. Giày. Một cái giày quá đẹp. 29-24 và sinh lực 198. What the hell. What the hell. Anh em cùng xem nữa. À, nói chung sẽ đồ quá đẹp anh em ơi. Trưởng lão băng A, anh em xem lại này. Nón cũng quá đẹp này. Nón quá chắc, nón này trên dưới chắc khoảng Khải nghĩ chắc khoảng tầm gần 1,5 triệu đến 2 triệu. Khải nghĩ 1,5 triệu đến 2 triệu cái nón này. Một set hiệp cốt hơn 6 kim G nhờ. Set hiệp cốt gần hơn 4 triệu tới nè. Nón mua 1,5 triệu không. Nón này Khải nghĩ khoảng 1,5 triệu đến 2 triệu nè. Hơn à. Nón này là tính ra nếu mà hơn thì mua bao nhiêu kim? Tại vì nón này Khải nghĩ cao lắm là 25 kim đổ lại nè. 25 kim đổ lại nón này. Bao tay thì Khải nghĩ cũng tầm vài kim. Nón 30 kim mua đúng giá chắc luôn, chắc thế. Nón này đúng chịu chơi nè, đúng chắc chơi người dơi luôn nè. Sắm cái nón 30 kim, nón này hai cũ. Còn nói chung là mỗi người một ý kiến thôi. Tại vì là theo như Khải mua cái nón này cao lắm là 1,5 triệu đến 2 triệu nè. Như anh này mua đúng 2 triệu là đúng á. Tại vì cái giá cái server thì mình cũng rõ nè. Đó là cái nón này Khải suy đoán từ 1,5 triệu đến 2 triệu. Thì anh này mua cái nón này 2 triệu cũng đúng đó nè. Nón này gọi là 2 triệu là gọi là cao đó nè. Đó, nói chung là nón này dạng nô. Nhưng mà tùy theo người chịu chơi và chịu mua như thế nào vậy thôi.
Đó, con này nhìn đẹp chưa? Tu La Phuket và anh ta đập xuống cấp cấp 4 rồi nè. Quá đẹp. Cái đồ này quá đẹp nè mày. Côn Lôn Đao á nè. Bật bản khác. Bật bản khác lên. Ta thần bật khác. Chia sẻ cái. Cái này đem xem nè. Nói chung là đẹp quá. Hiện tại tính tổng quan set đồ này thì được cho mình là 50 chón. Đó, 50 chón từ nhẫn trên và đai lưng và 60 chậm từ bao tay và nót. Nói chung mang kiểu này thì không đủ móc anh em, không đủ móc, chỉ đạt được 40 thôi, chỉ đạt được 40 chậm và 40 chón thôi. Đó, mang kiểu này thì chỉ được nhiêu đó thôi. Cái đao, nãy chúng ta cũng chưa xem cái đao đúng không? Chúng ta cũng xem cái đao, một món pro nhất của Côn Lôn Đao. Uầy, một cái đao top 20 bằng sắt 75. Cái đao này mua của Xuân Hy. Đao mua Xuân Hy đúng không? À, bí mật cắt điểm, ok. Anh em thôi này. Ừ, ok, biết rồi. Đó, cái đao này mua của Xuân Hy nè. Xuân Hy hồi trước này cải các soi đồ Côn Lôn Đao cho anh em biết á. Côn Lôn Đao Xuân Hy á. Thì cái đao của Xuân Hy đã trở về tay của MR đánh cực. Và cái đao này nghe phong phanh thì 5 triệu trở lên anh em. Cái đao là 5 triệu trở lên nha anh em. Cái đao này khoảng 5 triệu hơn ấy. Đao 5 triệu hơn hay 6 triệu. Cái đao lúa anh em tính ra coi. Đao 5 triệu. À, nón 2 triệu là 7. Nón 2 triệu là 7 và lại set này là bao nhiêu kim? Set hiệp cốt là 80 kim mà. 80 kim khoảng 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi. À, 5 hơn à, 6 triệu không? Thầy nghĩ chứ cái đao cái 5 6 triệu nè, biết đâu. Đây, nhìn quá đẹp anh em ơi. 20 75. Top 20 thì đặt Côn Lôn rồi, em đặt cho Côn Lôn rồi. Và thêm dòng băng sắt 75 thì đặt móc băng sắt 73 luôn nè. Đặt móc băng sắt 73 luôn nè. Rồi sắc thương lý 82 nè, quá đẹp. Quá đẹp. Đây, anh em cùng tổng lại nha. Cái đao anh nói là 6 triệu này. Đó. Nón 2 triệu là 8. Rồi xét hiệp cốt này là 80 kim thì 80 kim thì nó dao động khoảng tầm 5 triệu à. 5 triệu năm. 80 kim là 5 triệu đi. À, cái này 6 5 11, nón 2 triệu là 13. 13 triệu rồi. Đó, tính sơ nhẹ nhẹ vài món là 13 triệu rồi. Xét này tổng trên dưới khoảng tầm 14 triệu nè. Khoảng 14 triệu quá đẹp. Bao tay 15 kim. Ui. Ghê nhờ. Bao này mua đồ toàn giá cao vãi chưởng nè. Vào tay đó mua 15 kim đầu server à. Chứ tầm này thì không tới đâu nè. Tầm này thì bao tay này khả nghĩ cũng tầm 10 kim quay đầu rồi nè. Lại mua 15 kim là gọi là giá hồi đầu server ấy. Rồi, nói chung là quá chắc anh em. Dày 16 kim, wow. Gơ nha. Anh em xem này. À, nói chung là toàn hàng đẹp không anh em. Nhưng mà cái giá người ta mua thì tại vì người ta đã chịu chơi thì người ta bao nhiêu người ta cũng đông anh em. Bao nhiêu người ta cũng đông. Đó. Anh nói chưa? Như này cái giày này không biết nhưng mà nhìn cái giày này quá đẹp nè, cái giày này quá chất, không có gì đỡ phải chơi nữa. Cái này mà tóc 38, 39 là đẹp nữa nè. Tóc này 29 là hơi mít một tóc. Hơi uổng thôi. Đó. Anh em thấy không? Nói chung là đây này, đào 6 triệu này. Set này là 80 kim là 5 triệu là 11. 11 với cái nón 2 là 13. Bao tay là 14. Đó, với cái giày nữa 15 triệu quay đầu nè. Đó, tất cả 15 triệu. Đai lưng này cũng hơi phèn, không có VIP lắm. Nhẫn này cũng mới mua 2 kia, 3 kim thì khai nghĩ 200 nghìn nữa nè, 200 nghìn nữa. Chung là tất cả set đồ này tầm 15 triệu đổ lại rồi nè, 15 triệu đổ lại rồi. Chung là quá đẹp. Nên cũng xem lại một lần cuối nè. Côn Lôn Đao nè, mà rồi đánh cực. Đó, set này là anh mua 80 kim, tương đối khoảng 5 triệu. Rồi, cái đao này 6 triệu là 11. Rồi, cái nón này 2 triệu là 13. Bao tay là 1 triệu là 14. Giày là 1 triệu nó 15. Quá đẹp. Còn cái nhẫn này mới mua 3 kim. Khải biết luôn em, tại vì Khải hỏi rồi. Mới mua 3 kim. Gồm là 15 triệu quay đầu em. Rồi ok, nói chung thì anh em xem video này của cao thủ MR Đánh Cực cũng như là Trưởng Lão Băng Hội A thì đừng quên đỡ lại cho MR Đánh Cực một like, một chia sẻ ở video này và cũng như ủng hộ kênh Di Khải Gaming. Một lượt đăng ký kênh và cũng như nhấn subscribe và nhấn vào thông báo chuông để theo dõi những video livestream từ kênh của Khải vui nha anh em ơi. Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Bye bye anh em.